Trong số trước, phóng viên đã thâm nhập vào các cơ sở chế biến dầu nhất thải lậu, được những người ở đây dạy cho cách hô biến dầu thải thành dầu xịn. Cũng trong số trước, chúng tôi đặt ra câu hỏi rằng sẽ ra sao nếu những thứ dầu nhất giòm kém chất lượng này được đưa vào sử dụng rộng rãi. Thì đây nữa, những chiếc xe này đang ẩn mình chờ mang dầu đi tiêu thụ. Không chỉ ở khu vực mà còn lên tàu đi đến các tỉnh xa. Suốt một tháng đeo bám dòng dã ngày đêm, phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận nhiều biển số xe, cũng như đường đi nước bước và thói quen lấy hàng của các xe bồn. Từ đó, chúng tôi lần ra các bãi tập kết cho đến nơi tiêu thụ dầu lậu. Trong đó, lấy hàng thường xuyên, số lượng lớn phải kể đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiên liệu sinh học Việt Nam ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Lịch trình lấy hàng của các xe bồn chia làm 3 đợt, khoảng 11 giờ trưa, 17 giờ chiều và rầm rộ từ 19 giờ cho đến giữa khuya. Nắm được lịch trình, 19 giờ tối ngày 11 tháng 5 năm 2023, chúng tôi phục sẵn trên đường sông Mây 4. Lúc này, một xe bồn khoảng 15.000 lít từ tỉnh lộ 767 rẽ vào đường sông Mây 4. Đi tiếp khoảng 2 km, vượt qua cánh cổng tôn có ghi dòng chữ khu quân sự cấm vào. Xe bồn này vào cơ sở tái chế dầu nhất thải lậu của ông Quang, nằm cuối đường sông 14. Đây cũng chính là cơ sở hướng dẫn chúng tôi cách hô biến dầu giỏ thành dầu xịn đã được vạch trần trong số trước. Về khuya, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Bỏ lại xe máy, chúng tôi bò vào giữa cánh rừng tràm bạt ngàn, vượt qua hào sâu có nước để tiếp cận cơ sở nấu dầu, ghi nhận xe bồn lấy dầu. Sau 2 giờ bơm dầu, xe bồn rời khỏi cơ sở của ông Quang, chạy ra tỉnh lộ 767, vào xa lộ Hà Nội hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Đến cầu vượt trạm 2 ở thành phố Thủ Đức thì xe bồn này rẽ vào quốc lộ 1. Vượt quãng đường hơn 70 km, lúc 21 giờ 50 phút cùng ngày, xe bồn chạy về công ty nhiên liệu sinh học Việt Nam. Khoảng 13 giờ ngày 19 tháng 5, xe bồn khoảng 25.000 lít vào cơ sở tái chế dầu nhất thải lậu trên đường sông Mây 4 của ông Đức lấy dầu. Và 2 tiếng sau, xe bồn này rơi khỏi xưởng. Bám theo chiếc xe bồn này hơn 60 km, điểm đến là khu nhà xưởng nằm trong bãi cọc Hồng Duyên ở đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Bảo vệ xưởng ra ngó ngang ngó dọc, không thấy người thì cho xe bồn chạy thẳng vào trong rồi đóng cửa. Cứ như vậy, đều đặn mỗi ngày, những chiếc xe bồn này đều mua dầu lậu tại các cơ sở tái chế dầu nhất thải lậu. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít những chuyến ăn hàng mà phóng viên ghi chép được. Như vậy, số lượng dầu lậu thành phẩm tuôn ra thị trường có thể lên tới hàng trăm ngàn lít mỗi ngày. Biết rằng mỗi ngày đều có nhiều xe bồn lấy hàng, nhưng số lượng hàng này đi về đâu thì vẫn còn là ẩn số. Mang theo câu hỏi này, chúng tôi theo đuôi một xe bồn sau khi lấy dầu từ cơ sở nấu dầu trên đường sông 14. Phóng viên phát hiện chiếc xe bồn này chạy về bãi tập kết trên quốc lộ 1, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngày hôm sau, chúng tôi quay lại bãi tập kết này thì phát hiện tại đây còn có 2 chiếc xe bồn khác thường xuyên lấy hàng của các cơ sở nấu dầu trên đường sông 14. Thay phiên nhau túc trực, chúng tôi ghi nhận rằng đều đặn mỗi ngày, các xe bồn này đi lấy hàng ở các cơ sở sản xuất dầu nhất thải lậu, sau đó đem đi giao hàng. Địa điểm giao hàng là một công ty trên đường DC-D08 tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2023, một xe bồn của công ty này chở dầu đi tiêu thụ. Đeo bám quãng đường khoảng 40 km vào một con đường đất nhỏ, chúng tôi phát hiện chiếc xe bồn này cung cấp dầu cho một bến thủy khác dưới giả cầu Mỹ Lợi thuộc xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Tại bến thủy này có đặt một trạm bơm. Thời điểm có mặt, phóng viên ghi nhận trạm này đang bơm dầu vào khoang chứa của một chiếc xà lan và 2 chiếc tàu. Sau khi bơm đầy, cả 3 phương tiện này nhổ neo rời đi. Đến 20 giờ 30 phút tối ngày 23 tháng 5, một xe bồn xuất phát từ công ty nhiên liệu sinh học Việt Nam chở dầu đi tiêu thụ. Chạy được 20 km, xe bồn này dừng lại trước một cơ sở kinh doanh trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn giao với đường tỉnh 830 thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
bằng các nghiệp vụ chuyên môn, phóng viên đã tiếp cận sâu vào nơi đây và ghi lại được những hình ảnh này. Thấy xe đến, chủ cơ sở kinh doanh đem hàng chục can nhựa ra đựng dầu. Số can dầu này sau đó được xếp dài trên đường dẫn cao tốc để chờ bán cho các phương tiện khác. Số còn lại, người này mang vào kho chứa. Những người này làm việc rất tất bật nhưng rất nhanh nhẹn, dường như họ đã rất quen với công việc này. Vậy là những thủ đoạn biến dầu nhất thải thành dầu mới. Đường đi lấy hàng của các xe bồn hay những nơi tiêu thụ dầu lậu đều đã được báo Thanh Niên vạch trần. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc rằng nhất thải ở đâu để các gian thương này có thể sử dụng để tái chế nhiều như vậy. Cơ quan chức năng đã vào cuộc như thế nào? Tất cả sẽ có ở số phát ngày mai.